Vâng. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Gỗ Tùng Táo nha. Và này rất trân trọng chào quý vị. Bây giờ là 12 giờ trưa ngày 14 tháng 10 năm 2019. Và này tôi đang có mặt tại xóm Phú Cường, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập. Và để bàn giao cho chị Tập một chiếc sập trên quỳ dạ cá, và có kích thước là 1m8, 2m2, chất liệu gỗ vụ đây. Và hàng siêu đẳng cấp, là hàng siêu VIP đây, tôi đục ngũ phúc cổ đây. Và đây giới thiệu quý vị chi tiết quý vị, đây là khu trung tâm ở chiếc sập nó là chú rơi đang ngậm chữ thọ đây. Và người được chúng tôi đục theo cảnh ngũ phúc cài nho, chân là đục tùng lộc. Chi tiết quý vị xem chiếc sập hàng siêu VIP của cơ sở đồ gỗ Tùng Táo thôi nhá, đang bàn giao cho chị Tập ở xóm Phú Cường, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đây. Hai chú sóc đang tình tứ nhau rất là đẹp. Và thì giới thiệu quý vị là chiếc sợi là chất liệu vũ vụ nhé, vụ Lào, và rất là đẹp. Và thì đây chủ nhân chiếc sập này là chị Tập đây, ở xóm Phú Cường, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập đây. Và chị đã ra tận cơ sở tôi và đặt và đã ra ký duyệt rồi, và hôm nay hoàn thiện chúng em đã trở vào bàn giao cho chị. Và chị rất là hài lòng với chiếc sạp này. Vâng, thế chị thấy chiếc sạp chị có ưng ý không chị? Vâng, chị đã ra tận nơi. Vâng, đấy là chỗ bọn em để cho nó co giãn vậy. Tất cả cái đấy là không có gắn gì đâu, co giãn tự nhiên hết thì nó nắng mưa nó không bị vỡ. Vâng, đây gì kể cả bên trong nữa là cái chỗ này. Cái trong này là cái chỗ bọn em để cho nó độ thở của gỗ nó co giãn. Vâng. Tức là nếu nó nắng nó sẽ co giãn ở những chỗ này, cái ván này nó không bị vỡ. Đấy. Tức là nắng chảng nó co mà mưa nó lại ấy vào. Thế nếu ngày xưa cứ đem gắn chết là nắng nó vỡ ngay. Đấy, thế. Để nó thế nó không có lo gì nó vỡ tất cả. Nào con đứng đây để bà lấy tiền để ký vào cái chú. Đó.